Các bác đang nhìn đây là nóc của cặp loa Bô 55 nhé. Anh em thợ hay gọi là 55, nhưng mà anh em thợ thì em nói các bác là cũng không phải bác nào cũng va được qua dòng này rồi đâu. Đây là nóc nhá, nó thiết kế cái màu đen bong bóng, nó dập chìm cái chữ Bô. Em quay nghiêng này đấy các bác nhìn đấy, cặp này thì rất là đình đám đấy các bác ạ, nhưng mà có điều là nó ở nước ngoài thôi. Đấy, cho nên bọn Tây những cái thơm cái ngon nó mà số lượng ít nó giữ lại gì, cho nên là mình ít được dùng. Đấy, đây là thân loa nhé. Cặp này thì nó thon gọn thôi các bác nhìn, đây là vỏ thiết kế là cái vỏ bên hông các thứ, mặt nước nó là bằng nhôm, nó bằng nhôm khối rất là chắc nặng. Đấy, các bác nhìn đấy, các cái mảnh ấy. Đấy, thấy chưa này các bác để ý nhá. Đấy, nó thon gọn. Cái dáng của em này thì nó là dáng cột. Dáng cột nó cao tận 1m2. Nó nhỏ thôi, bề ngang nó rất là nhỏ thôi. Đấy, nó chưa được một găng tay bề ngang đâu. Đấy, Bô 55 nhé. Anh em đọc kỹ thì cụ thể nó là 55EWR. Đó. Đây là cặp loa phải nói là cho chất âm rất là hay. Đấy. À, và cặp này thì ngoài nghe nhạc thì nó có một cái nữa đấy, đây là các bác nhìn chân này. Đấy, nó có cái chân đế hình vuông bằng sắt, bằng kim loại nó để làm to bản cho nó cái loa cho nó vững. Đấy, cái lưới toàn bộ là hợp kim nhôm rất là xịn sò và đẹp. Ở phía dưới này, sau cái chữ Bô ở giữa thì các bác sẽ biết là một cái cây này nó sẽ có 5 loa. Nó sẽ bao gồm, đây em quay cho các bác nhìn thì nó hơi khó bởi vì lưới sắt. Nó sẽ có 2 chung, 1 tép và 2 loa bát ở dưới. Bát nó nhỏ thôi nhé, bát nó nhỏ xíu thôi. Cái kích thước cái này nếu mà cắt nhỏ thành khúc ra, các bác hình dung nó nhỏ như cái loa xí ngầu bé bé đấy. Bề ngang nó còn chưa được một găng tay của em đấy. Nó cao 1m2. Quay này để các bác hình dung là các bác sẽ thấy nó nhỏ gọn thôi nhưng mà rất tuyệt vời. Các bác có thể thêm súp vào là các bác hát nó vũ tư luôn. Anh em nào mà chơi xí ngầu hoặc chơi loa tay của Bô bé xíu xíu, cao chưa đến một găng tay, anh em biết thì cái này nó cao 1m2 thì các bác tưởng tượng rồi. Đấy, vỏ nhôm nguyên khối nhá. Về cái em quay luôn cho các bác cho nóng hổi này. Đấy, cặp loa quá đẹp luôn. Các bác nào có nhu cầu sở hữu thì alo sớm cho em luôn nhá. Em sẽ test nhạc ở clip sau đi. Clip này quay chay đi cho nó nóng hổi.